áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học Unit 1 Stories, bài số 1, các câu chuyện. Nào, bây giờ thì chúng mình cùng nhau mở sách giáo khoa trang số 10 và chúng mình cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Các em đã sẵn sàng sách giáo khoa và vở và bút chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Trong quá trình học, nếu như các em gặp từ mới nào thì các em hãy ghi từ mới đấy vào trong vở để sau này khi ôn lại thì chúng mình cũng có thể nhớ từ đấy lâu hơn nhé. Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu với bài tập số 1 nhé. Ở bài tập số 1, đề bài yêu cầu chúng mình listen and point. Listen có nghĩa là nghe và point có nghĩa là chỉ. Tức là bài tập này thì chúng mình sẽ nghe và chỉ vào những cái từ, những cái tranh mà chúng mình nghe được nhé. Unit 1. Activity 1. Listen and point. A crown. A crown. A crown. A crown là một chiếc vương miện. Vậy đây, chúng mình có từ đầu tiên đó chính là từ a crown với là vương miện, và chúng mình sẽ chỉ vào chiếc vương miện mà nhà vua đang đội trên đầu đấy nhá. Và đó chính là a crown, vương miện, một chiếc vương miện, a crown. Crown là vương miện, còn a crown là một chiếc vương miện. A crown. A crown. A king. A king. A king. King thì có nghĩa là nhà vua, và a king có nghĩa là một nhà vua. Ở đây thì chúng mình sẽ nghe và chúng mình sẽ chỉ vào nhà vua nhé. Đây chính là nhà vua của chúng mình này. A king. A king. A princess. A princess. A princess. Princess có nghĩa là công chúa. A princess có nghĩa là một công chúa. Và chúng mình có công chúa ở đây nha. Thì khi mà chúng mình nghe a princess thì chúng mình sẽ chỉ vào công chúa của chúng mình nhé. Chính là công chúa mặc áo hồng, mặc váy hồng này, được chưa nào? A princess. A princess, một công chúa. A queen. A queen. A queen. Queen có nghĩa là nữ hoàng. A queen có nghĩa là một nữ hoàng. Và chúng mình có nữ hoàng ở đây được chưa nào? Đó, nữ hoàng đội một chiếc vương miện, a crown, và mặc một chiếc váy màu xanh. Và chúng mình khi nghe thấy từ a queen thì chúng mình sẽ chỉ vào nữ hoàng nhé. A queen. A frog. A frog. A frog có nghĩa là một chú ếch. Ở đây chúng mình có một chú ếch màu xanh đang ngồi trên lá sen màu xanh, và chúng mình có frog có nghĩa là con ếch, còn a frog là một con ếch, và chúng mình dịch là chú ếch cũng được. Và khi nghe thấy từ a frog thì chúng mình sẽ chỉ vào con ếch nhé. A frog. A frog, con ếch. A friend. A friend. A friend. Friend có nghĩa là bạn bè, và a friend có nghĩa là một người bạn. Vậy thì khi nghe thấy từ friend, a friend, thì chúng mình sẽ chỉ vào người bạn của chúng mình. Chính là bạn nam đội mũ màu nâu và mặc bộ quần áo màu nâu, đi ủ này, rồi đeo túi này nhá. Thì đây chính là a friend. A friend. A friend, một người bạn. A prince. A prince. A prince. A prince. Prince có nghĩa là hoàng tử. A prince là một hoàng tử. Và đây, người mặc bộ quần áo rất trang trọng màu xanh này, đó chính là hoàng tử của chúng mình. A prince.
Happy. Happy. Happy có nghĩa là vui. Đấy, chúng mình thấy biểu tượng cười vui này. Happy có nghĩa là vui nhá. Và chúng mình nếu mà nghe thì từ happy chúng mình sẽ chỉ vào biểu tượng vui này. Được chưa nào? Nghĩa là vui. Happy. 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 Sad. 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 Sad có nghĩa là buồn. Và đây, chúng mình có biểu tượng buồn ở đây mà rất là buồn luôn nào. Thì trải nghiệm với vui, happy có nghĩa là sad, buồn. Được chưa nào? Bây giờ chúng mình cũng ôn lại các từ mà chúng mình vừa học được nhé. Đó chính là a crown. A crown có nghĩa là một chiếc vương miện. A king, một nhà vua. A princess, một cô công chúa. A queen, một vị hoàng hậu hoặc là một vị nữ hoàng. A frog, một chú ếch. A friend, một người bạn. A prince, prince, không phải princess nhá. Princess, thêm hai chữ S ở cuối. Đấy. Còn prince thì không có hai chữ S ở cuối. Đó, thì prince thì là vị hoàng tử. Happy là vui vẻ. Sad có nghĩa là buồn. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình point and say, có nghĩa là chỉ và nói. Đó, bây giờ chúng mình sẽ không nghe nữa mà chúng mình chỉ và nói theo nhé. Chúng mình có đây nhá, chúng mình cùng nhau chỉ vào chiếc vương miện và nói nào. A crown. A crown. Chỉ vào nhà vua. A king. A king. Chỉ vào công chúa. A princess. A princess. Chỉ vào nữ hoàng. A queen. A queen. Chỉ vào con ếch. A frog. A frog. Chỉ vào người bạn. A friend. A friend. Chỉ vào hoàng tử. A prince. A prince. Chỉ vào biểu tượng buồn. Sad. Sad là chỉ vào biểu tượng vui. Happy. Happy. Chưa nào? Đến với bài tập số 3. Thì ở bài tập 3 này chúng mình sẽ cần thực hiện yêu cầu, đó chính là listen and check. Có nghĩa là chúng mình sẽ lắng nghe và sau đây chúng mình sẽ kiểm tra xem nào. Bức tranh này chúng mình nghe được theo với audio là đúng hay là sai. Nếu đúng thì chúng mình tích vào ô yes. Còn nếu sai thì chúng mình sẽ tích vào ô no. Được chưa nào? Đối với bức tranh đầu tiên chúng mình sẽ có là a king, đúng không nào? Thế nên là nếu như mà audio không phải là a king, không nói về a king, thì chúng mình sẽ tích vào ô no nhé. Còn nếu như mà audio nói về ô yes thì chúng mình sẽ tích vào ô yes. Tương tự đối với bức tranh số 2 chúng mình có gì đây nhỉ? À, a queen, một nữ hoàng. Bức tranh số 3 chúng mình có a princess, một cô công chúa. Bức tranh số 4, a friend, một người bạn. Bức tranh số 5, a prince, một vị hoàng tử. Bức tranh số 6, một vị vua, đúng không nào? À, lưu ý ở bức tranh vị vua thì cũng có thể là bức tranh nói về vị vua và cũng có thể bức tranh nói về a crown, có nghĩa là vương miện nhé. Vậy nên là các em hãy thật tinh ý khi mà lắng nghe nhé. Và bức tranh số 7 cũng là a princess. Bức tranh số 8 là a frog. Ở trên nào? Rồi, bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 4. Listen and say. Listen and say có nghĩa là nghe và nhắc lại. Được chưa nào? Thì ở đây có một đoạn hội thoại giữa chú khỉ và chú vẹt. Thì chú khỉ nói rằng I want a crown, có nghĩa là tớ muốn có một cái vương miện. Đó, và chú tưởng tượng ra là chú đội vương miện nhỉ. Còn chú vẹt thì lại nói rằng I want a friend, tớ muốn có một người bạn. Và chú tưởng tượng ra là chú có thêm người bạn vẹt màu xanh này nữa. Bây giờ chúng mình cùng nghe và sau đây chúng mình cùng nhắc lại nhé. Chúng mình sẽ nghe một lượt đoạn hội thoại trước, sau đấy thì chúng mình sẽ nghe lần thứ hai và nhắc lại theo nhé.
I want a crown. I want a friend. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ nghe lại và nhắc lại lần lượt nhé. I want a crown. I want a crown. I want a crown. I want a friend. I want a friend. I want a friend. Ở trên nhạc. Tớ muốn một chiếc vương miện. Tớ muốn một người bạn. Nên nhạc. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5 thì hướng dẫn đó chính là listen, stick and say. Listen có nghĩa là nghe, stick là dán và say là nói. Nghĩa là bài tập này chúng mình sẽ lắng nghe và sau đó chúng mình sẽ dán những cái bức tranh vào đây. Theo như mà những gì chúng mình nghe được từ audio và sau đấy thì sau khi dán xong thì chúng mình sẽ nói lại một lần nữa giống như là audio nhé. Và tương tự bài tập số 7 cũng như vậy. Nhưng mà sẽ không cần phải say mà chúng mình chỉ là listen and stick thôi. Có nghĩa là chúng mình cũng sẽ nghe và dán các bức tranh vào phần này nhé. Rồi, đến với bài tập số 6 nào. Bài tập số 6 yêu cầu chúng mình đó chính là listen and point and say. À, cái này cũng kiểu giống như bài tập số 5 ý. Chỉ khác có là chúng mình sẽ không stick ở dán và chúng mình sẽ point ở trên nhạc. Tức là bài này chúng mình sẽ nghe này, sau đấy chỉ và sau đấy chúng mình sẽ nói. Thì ở đây chúng mình có hai bức tranh về hai chiếc vương miện ở trên nhạc. There are two crowns ở trên nhạc. Thì nhưng mà hai chiếc vương miện này thì có gì khác nhỉ? À chúng em, các bạn để ý nhé. Chiếc vương miện phía bên trái này thì là giống là bằng vàng đúng không nào? Nhìn mắt thường chúng như thế là nó được là màu vàng hoặc được mạ vàng. Còn chiếc bên phải thì lại giống như là được làm bằng bạc đúng không nào? Và chúng mình sẽ có hai tính từ mới sau đây, đó chính là gold có nghĩa là vàng, làm bằng vàng. Còn silver có nghĩa là bạc hoặc là làm bằng bạc. Cả hai cái từ mới này đều là tính từ. Và ví dụ như nếu chúng mình muốn nói là một chiếc vương miện bằng vàng đúng không? Chiếc vương miện vàng thì chúng mình có thể nói là a gold crown. Đó, đó chính là cách dùng của hai cái từ này. Hoặc là một chiếc vương miện bằng bạc, chiếc vương miện bạc thì chúng mình sẽ nói là a silver crown. Đó, chưa? Và chúng mình sẽ cùng nhau chỉ vào cái bức tranh này và chúng mình cùng nói nhé. Gold, gold. Gold, silver, silver, silver. Như thế nào? Rồi, vậy là chúng mình đã cùng nhau làm xong đến bài số 6 rồi đấy. Và bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 8 nhé. Ở bài tập số 8 yêu cầu chúng mình đó chính là listen and say, có nghĩa là chúng mình sẽ lắng nghe và chúng mình sẽ nói theo. Sau đó chúng mình sẽ read the sentences, có nghĩa là chúng mình sẽ đọc các câu mà đề bài cho sẵn. Thì ở đây chúng mình sẽ có các từ mới liên quan đến số đếm, đó chính là 13, nghĩa là số 13, và từ 14, nghĩa là số 14. Cho em cùng ghi lại vào vở nhé. 13 có nghĩa là số 13. Nào, bây giờ chúng mình cùng nhau nhắc lại với cô nào. 13, số 13. Nhắc lại lần một nào. 13, số 13. Nhắc lại lần hai nào. 13, số 13. Nhắc lại lần ba nào. Rồi. Tiếp đến. 14, số 14. Nhắc lại lần một nào. 14, số 14. 14, số 14. Lần 2 nào. 14, số 14. Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ có hai câu nhé. Chúng mình cùng đọc hai câu này nhé. I want
13 crowns. Nghĩa là tôi muốn 13 chiếc vương miện. Nào, chúng mình cùng đọc theo nào. I want 13 crowns. Rồi, giỏi lắm. Và chúng mình cùng đến với câu số 2 nhé. You have 14 friends. Bạn có 14 người bạn. Nào, chúng mình cùng đọc theo nhé. You have 14 friends. Rồi, giỏi lắm. Rồi, vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 8 rồi đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 9 nhé. Bài tập số 9 yêu cầu chúng mình listen, count and say. Có nghĩa là chúng mình sẽ nghe audio này, xong chúng mình sẽ đếm và chúng mình sẽ nhắc lại nhé. Thì bây giờ chúng mình sẽ đếm xem ở đây có bao nhiêu vương miện màu vàng và bao nhiêu vương miện vàng và bao nhiêu vương miện bạc nhé. Sau đó thì chúng mình sẽ nói cả một câu, ví dụ như là 13 vương miện vàng hoặc là 14 vương miện bạc. Để như thế được chưa? Bây giờ thì chúng mình cùng đến số vương miện vàng, gold crowns trước nhé. Mình có nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Vậy là chúng mình có we have 14 gold crowns. Chưa nào? Chúng mình có 14 chiếc vương miện vàng. Rồi, thế còn vương miện bạc thì sao nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, and 30. We have 13 silver crowns. Ở trên nào chúng mình có 13 chiếc vương miện bạc. Như vậy là we have 14 gold crowns and we have 13 silver crowns. Đúng không nào? Chúng mình có tất cả là 14 vương miện vàng và 13 vương miện bạc nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập số 11 nhé. Ở bài tập số 11 này thì chúng mình sẽ listen and say, listen again and trace. Có nghĩa là chúng mình sẽ lắng nghe audio này. Đấy, sau chúng mình sẽ nhắc lại. Tức là ở đây thì bài này người ta sẽ hướng dẫn chúng mình đọc 3 âm đó là của W và K như thế nào. Thì chúng mình sẽ nghe cách mà người ta đọc. Sau đấy chúng mình sẽ vừa nghe vừa đọc theo này. Sau chúng mình sẽ lại nghe lại lần nữa và chúng mình sẽ tô theo những cái đường đã chấm chấm sẵn ở trong sách giáo khoa này nhé. Để chúng mình có thể luyện viết và quen hơn với lại các âm vần ở đây. Được chưa này? Nào bây giờ chúng mình có bắt đầu nhé. Mình sẽ nghe một lần trước này, xong là trong quá trình nghe thì các bạn nhớ là nói theo audio nhé, nói theo phần video này. One. Q. U. Qua. 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 Queen. Queen. Queen là nữ hoàng đấy. Rồi, chúng mình nhớ chữ qua ở trong queen có nghĩa là nữ hoàng nhé. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi với âm thứ hai. T.
2 W W W Want À, chúng mình có từ W đúng không nào? W mà ở trong khi mà trong một từ thì chúng mình sẽ không đọc là W mà chúng mình sẽ là W nó. Và trong từ want đấy, want có nghĩa là muốn nhá. Mấy từ số đến với âm số 3 nào. 3 King. Ừ. Ở đây chúng mình có chữ K đúng không ạ? Bình thường thì chúng mình hay đọc là K. Đó. Nhưng mà khi mà trong từ chúng mình sẽ đọc nó King. Đó. Mình không là K nữa, là King. Thì King có nghĩa là gì nhỉ? Chúng mình vừa học xong ý. À, có nghĩa là nhà vua, là đức vua. Chưa vậy chúng mình vừa đi qua ba âm, đó chính là âm qua, qua, queen và qua, want và king. Thế nào? Đó chính là tất cả ba âm quan trọng của ngày hôm nay mà chúng mình được học trong bài số 11. Thế là chúng mình sẽ đến với bài số 12 nhé. Bài số 12 đó chính là listen and chant. Nghĩa là chúng mình sẽ lắng nghe này và sau mình chúng mình sẽ nói theo, hát theo, hô theo. Đó, thì đây trước tiên khi mà chúng mình lắng nghe thì cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ dịch cái đoạn này một lần để chúng mình có thể nắm được cái ngữ cảnh nhá. Đầu tiên thì mình có này, the prince wants silver, có nghĩa là hoàng tử thì muốn bạc, nghĩa là muốn cái vương miện màu bạc ấy. Đấy, chúng mình để ý bức tranh đi nhá. Đây là chú vị hoàng tử nhỏ của chúng mình này, a little prince này của chúng mình này. Đấy, thì chú ý chỉ vào một chiếc vương miện màu bạc đúng không nào? Là silver crown. Đó, the prince wants silver. Đó, and the queen wants gold. Đó, còn nữ hoàng của chúng mình, hoàng hậu của chúng mình thì lại muốn một chiếc vương miện bằng vàng. The king wants a crown of silver and gold. Có nghĩa là nhà vua thì muốn một chiếc vương miện mà vừa có cả silver là bạc và vừa có cả gold là vàng. Nào, bây giờ chúng mình cùng nghe và sau đây chúng mình nhắc lại nhé. Chúng mình sẽ nghe một lần trước, sau đây chúng mình sẽ nhắc lại theo. Sẵn sàng chưa nào? The prince wants silver. The queen wants gold. The king wants a crown of silver and gold. Để cho mình cùng hô theo nhịp điệu nhá. Nhá, bắt đầu. The prince wants silver. The queen wants gold. The king wants a crown of silver and gold. The prince wants silver. The queen wants the prince wants silver. The queen wants gold. The king wants a crown of silver and gold. Thế nào? Rồi. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 12 và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng, đó chính là bài tập số 13 nhé. Listen to the story and read. Bây giờ chúng mình sẽ lắng nghe cái câu chuyện này và sau đó chúng mình sẽ đọc. Thì trước khi lắng nghe câu chuyện, cô sẽ dịch lược qua một lần câu chuyện để mình có thể nắm được ngữ cảnh của câu chuyện nhé. Ở đây chúng mình có new friends, có nghĩa là những người bạn mới. You snake, stop, go away. Nè, con rắn kia, dừng lại, đi đi. Chúng mình thấy con rắn đang có ý định ăn bạn ếch đúng không nào? Và một người bạn
thì đã chạy đến, một cậu bé đã chạy đến và đuổi con rắn đi. Và con ấy nói rằng, thank you, now you are a prince with a gold crown. Cảm ơn nhá. Nào, bây giờ thì cậu sẽ trở thành một vị hoàng tử cùng với lại một chiếc vương miện vàng. Rồi, tiếp theo chúng mình có bức tranh một cô công chúa đây này. Và một chú ấy thì đang nghĩ về vị hoàng tử. I'm sad, I want a friend. À, công chúa kêu rằng là cô ấy đang buồn và cô ấy muốn có một người bạn. Và con ấy đã nghe được và con ấy nghĩ đến vị hoàng tử đúng không nào? Thế là con ấy đã đưa vị hoàng tử và cô công chúa đến với nhau. Now you are friends. Be happy, go play. Nào bây giờ thì hai cậu đã trở thành bạn bè với nhau rồi. Và hãy chơi thật vui nhá. Đi đi, đi chơi cùng nhau đi. Thế nào, và chúng mình sẽ cùng nghe nhá. You, snake, stop, go away. Thank you. Now you are a prince with a gold crown. I am sad. I want a friend. Now you are friends. Be happy. Go play. Rồi, chúng mình sẽ nghe lần hai và trong quá trình nghe thì chúng mình cũng sẽ nhắc theo nhé. You, snake, stop, go away. You, snake, stop, go away. Thank you. Now you are a prince with a gold crown. Thank you. Now you are a prince with a gold crown. I am sad. I want a friend. I'm sad. I want a friend. Tớ buồn quá, tớ muốn có một người bạn. Now you are friends. Be happy. Go play. Now you are friends. Be happy. Go play. Thế nào? Rồi là chúng mình đã hoàn thành xong tất cả các bài tập rồi đấy. Do you like the story? Happy, like, or medium, normal, or sad means you don't like this story. Các bạn thấy vui khi đọc câu chuyện này thì chúng mình thích câu chuyện này không? Hay là chúng mình thích bình thường? Hay là chúng mình không thích câu chuyện này? Thì chúng mình hãy khoanh vào cái biểu tượng ở dưới nhé. Rồi, và bài học hôm nay của chúng mình cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng cô trong suốt cả video bài giảng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video bài giảng lần sau nhé. Goodbye, see ya. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.